Và nay em vào dịp lúc nửa là mới đóng các bạn này, bởi vì bọn mình đi sớm để cho có không gian ngồi cho thoáng. Một chút xíu nữa là chỗ này chật luôn, bởi vì quán này rất đông khách. Quán này rất ngon nên là rất đông khách các bạn ạ. Quán Lina ăn lúc hái cải luôn à. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem những món đồ ăn vặt. Đấy, các bạn thấy ngon không? Món đồ ăn vặt hấp dẫn lắm. Món này là món mì cái hả? Mì cái bảy cấp độ. Đây quán này chỉ phục vụ ăn vặt thôi các bạn nhé. Được mọi người khen này là lóng sướng nhất. Ăn vì gái, ngủ vì gái. Vừa lắm ngày đứng canh, thế là ngủ bên canh. Còn đây là gần món ăn này các bạn. Các món ăn vặt. Đấy, em cầm ra ăn cầm hành chi đó. Phải làm hành chi. Đây, em cầm ra ăn như nhẹ em cầm mặt luôn. À, con ăn cái chi chị Na làm cho tí. Chị cho chị Na làm cho. Đấy, một mặt nhém này các bạn. Cả ảo luôn. Ảo hot girl đấy. Chào hả? Con chào mọi người được hả? Ăn. Mời mọi người cùng ăn. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Vào hôm nay kênh YouTube Tóc Long Thành sẽ giao lưu cùng tất cả các bạn ở quán ăn vặt, đó là quán ăn Phùng Lợi. Và nhân dịp đó là ngày sinh nhật của bố Tóc Long Thành thì được gia đình sẽ tổ chức cho buổi ăn vặt ở đây. Rồi, và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy đi cùng với gia đình Tóc Long Thành nha. Và cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh YouTube Tóc Long Thành cùng với gia đình bọn em. Còn đối với các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký cùng như ấn nút chuông trên cùng để xem những video mới nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn hãy đi vào cùng khám phá cái những món ăn vặt ở trong quán Phùng Lợi như thế nào ạ. Các bạn ơi, cái quán ăn này rất đẹp các bạn ạ, có nhiều để nhảy luôn. Đấy, và bây giờ thì nó sẽ vào nha. Ở ngoài này nóng, còn ở trong là có điều hòa các bạn ạ. Đây. Đây. Ui chà. Let's go. Xin chào Na TV. Đây, chỗ này là chỗ chụp ảnh selfie của khách đến ăn này các bạn. Chụp rồi. Ở đây có trang trí được rất nhiều lao các mảnh đá các bạn ạ. Trời ơi. Thank you.
Đây này, khu bên này nữa này. Này chơi đi. Ơi lại coi một. Chào. Đi xuống với ai? Ơ đi với ai? À rồi à. À nhanh đi nha. Con xuống sớm ai? Là từ xử đó. Đây, đây bộ được bộ lóng được bổn cơ của bộ năm bánh sinh nhật này. Đây, đây là bánh sinh nhật của bộ lóng. Thôi được, gia đình ở đây nha. À? Có bị cay nè các bạn. À đời mù, đấy chà, cảm ra lời mù này. Ừ, úi chà lại mùi to nhất. Con mẹ nhảy cho con mẹ ở lại nha. Ôi trời ơi. Mẹ ngồi đi ông của năm tỷ là wow. Wow. Đây, đây là ba mẹ con gái cùng với là một tiểu thư ở trong bụng nữa là 4G, bổ lóng có sóng 4G rất khỏe. Rồi món là được chuẩn bị sẵn rồi. Có thể cầm. Đây, đây là được 4G của bổ lóng chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho bổ lóng này. Là đây ăn đấy. Em tỉ. Đấy, em cầm ra thưởng thức trước. Chứ thôi nền em cầm ra là bóc rồi. Rồi mẹ thập nến đi. Đã ngồi chỗ này đủ có quạt có đẹp thôi này luôn. Ở đây hơi nóng các bạn ạ. Phải nóng à? Phải nóng một chút thì người ta lại ở bàn dừa. Đấy, mẹ Hành bắt đầu thập nến để cho bộ lóng thôi happy birthday.
Đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem những món đồ ăn vặt. Đấy, các bạn thấy ngon không? Món đồ ăn vặt hấp dẫn lắm. Món này là món mì cái hả? Mì cái bảy cấp độ. Đây quán này chỉ phục vụ ăn vặt thôi các bạn nhé. Cùng là đồ ăn vặt. Là đây ăn với gia đình nhà Lăng đây. Nha em đặt rồi đó rồi, ăn đi. Không chưa? Chứ có chứ, có lại ăn được đi, cho em nhỏ này ăn đi. Dạ. Cậu đang ăn chứ không? Hot girl, con gái đau của Long này. Đấy. Con đấy là con gái thứ hai của Long này.
Và bên cạnh đó là mẹ bầu của Long. Mẹ bầu đang mang thai đứa thứ ba, cũng là hot girl luôn. Long rất vinh dự đó là được 4G. Ăn vì gái, ngủ vì gái. Con đây là gần con ăn nè các bạn, các bạn ăn vặt. Đấy, em cầm ra ăn cầm ăn chi đó. Cầm ăn chi? Đây em cầm ra ăn như nhè em cầm mặt luôn. Con ăn cái chi, chị Na làm cho đấy, chỉ cho chị Na làm cho. Đấy, một mặt nhèm này các bạn, cả ảo luôn, ảo hot girl đấy. À, chào hả, con chào mọi người được hả? Ờ, ăn. Mời mọi người cùng ăn. Ý chắc đôi mù kiểu gì đấy, giống con tê giặc một sưng. Ờ, đây là TV ăn mì cái, mì siêu cái luôn. À, Phan Lina. À, bữa Long ngày xưa làm cho Phan Lina một kênh đó là Na TV. Nhưng sau đổi kênh đó là kênh Phan Lina. Nên là cứ luôn miệng quen đây, cứ gọi Na TV. Nhưng mà thực tế là kênh Na TV đã chuyển tên sang kênh Phan Lina. Uống hết cốc nước rồi, bùng nó ra con chim ăn nữa. Kênh đó là họ tên của mình các bạn ạ. À. Các bạn rảnh thì vào ủng hộ cánh cho Phan Lina luôn nhá. Vâng. Đây, đây là bánh sinh nhật mà được ba mẹ con mua chúc sinh nhật của Long. Nhưng mà mới... Ôi chà. Ôi chà, à bố mẹ con hả? Nghe thấy sái hả? Nghe thấy sái hả? Sái cái gì nào? Nói cho mọi người biết. À, nghe kiểu thích sái á. Mẹ đặt bố đi múa, con trở về. Nghe kiểu sai sái á. À, hay. Mẹ có con tiền á. Rồi ai cầm tiền? Đó, rồi là bố Long được là người cầm tiền nhiều nhất hả? Thì mẹ thích cầm tiền hơn cả. Còn nay em vào dịp lúc nửa là mới đóng các bạn này. Bởi vì bọn mình đi sớm để cho có không gian ngồi cho thoáng. Một chút xíu nữa là chỗ này chật luôn. Bởi vì quán này rất đông khách. Quán này rất ngon nên là rất đông khách các bạn ạ. Quán Lina ăn lúc hái cải luôn à. À, phô mai hả? Làm cả khoai tây chiên cả phô mai hả? À. Đây, em cầm ra rất khoái cái món này. Ngồi từ lúc này giờ từ xử đó. Ăn cả hai cái à? Ê, lấy thia một xúc chứ, đang lấy tay bốc nữa. Ừ. Đứa lớn rồi lấy thia xúc. À để mẹ làm cho con đây. Ú trà sữa ngay. Ngon không? Mẹ mình vẫn ngủ hay lắm mà đặt cái cốc cà phê luôn các bạn. Được cho bộ mạnh nhau. Cái nồi giòn mà dai lắm. Trông là ngon đó. Thôi bộ lại đặt camera bộ ngồi ăn tiếp. Yeah.
rồi nè. Từ từ nhá. Rồi, ok. Con ăn gì? Ăn mì không? Không này, con ăn gì? Mẹ
Kèm lên. Chào các chị nha. Chào anh nha. Dạ. Có đồ gì nữa không? Còn ra có chơi nữa không? Hay vậy? Chơi á? Mệt mèo đi. Đang muốn chơi. Nhưng họ về đẹp như vậy. Họ về đẹp. À, được cơ. Có chụp ảnh không? Có buổi chụp chứ? Hãy đưa lại được buổi chụp ảnh nhé. À, chụp đây ha. Chụp cái này ha. Ở đây luôn nha, đây anh bật cả ngay vừa rõ luôn. Tỏ những cái thông phi luôn đi. Ừ. Nó là chụp ảnh cho em á. Chụp á. Mẹ là cái khăn lau cho em đi. Mặt như em như con mèo luôn.